Rồi ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Line em nha. Và hôm nay thì mình sẽ cập nhật một thông tin mới cho anh em về Sonic IQ. Đó là một cái event rất là lớn đầu năm và là event đợt Tết này. Và hứa hẹn sẽ cho anh em rất nhiều phần thưởng, đặc biệt là nó sẽ có một cái vũ khí đỏ. Thì anh em chắc cũng đã biết cái vũ khí đỏ này rồi. Thì đặc biệt là những anh em chơi Sonic thì cũng biết ha, đây là con boss, mình gọi là boss múa lân. Nhưng mà mình nhớ không nhầm là mấy anh em bên Sonic gọi là boss Nian á, nó có tên là Nian hay cái gì đó. Và khi anh em đánh thì có tỷ lệ sẽ rớt được cái vũ khí đỏ này, rất là thú vị. Và ngoài ra thì nó có những thông tin như thế nào thì anh em chú ý cho mình nha. Đầu tiên, một cái anh em cần quan tâm đó chính là thời gian diễn ra event này. Và trước mắt là cái khoảng thời gian này thì nó có update gì á thì mình sẽ đăng ở trên cái dtngamer.com. Ví dụ như APK và dạng update á, mà anh em không biết update ở đâu ấy, thì anh em có thể lên web của mình là dtngamer.com để update cái phiên bản mới nhất nha. Trường hợp giống như event gọi là Noel vừa rồi ấy, thì chúng ta phải có APK riêng cập nhật lên để chơi anh em mới chơi được event. Và cái thông tin thứ hai anh em cần quan tâm đó chính là khoảng thời gian diễn ra event này. Nó sẽ bắt đầu vào sáng 10 giờ sáng ngày 5 tháng 2 2024 và kết thúc vào 4 giờ sáng 25 tháng 2 2024 và nó sẽ kéo dài khoảng 20 ngày. Và event này thì hình thức hoạt động rất giống với lại event Noel. Nó sẽ có một event nhặt đồ khi mà anh em đánh quái, sau đó anh em tích điểm này nọ. Nó giống y chang như bên cái sự kiện kia nè. Đây bây giờ đơn giản thôi, mình sẽ kéo lên cho anh em xem nhé. Đây, nó sẽ có một event dạng giống như là tích điểm lượm đồ, sau đó thì chúng ta có thể đổi lại này nè. Đấy, mình sẽ đổi được rất nhiều phần quà hấp dẫn. Và có thể nói là event to nhất trong năm luôn á nè. Đấy, rất là ngon ha. Là đánh quái lượm là được. Nói chung là cách tham gia rất là dễ. Với event này thì ai cũng tham gia được ha. Rồi, event thứ hai nó sẽ là event đánh boss nhé. Event đánh boss thì nó sẽ có những điều kiện nhất định như sau. Đầu tiên á, anh em cần phải lên chế độ anh hùng. Chế độ anh hùng nhé. Chúng ta phải lên chế độ anh hùng. Sau đó mình phải hoàn thành được cái map này. Cái map rừng yên tĩnh này. Được chưa anh em? Và sau khi anh em hoàn thành map rừng yên tĩnh này thì nó sẽ mở ra một cái cơ chế đánh boss. Thì cơ chế đánh boss này nó sẽ xuất hiện vào ngày, nó có ngày giờ xuất hiện luôn anh em, nó cũng sẽ xuất hiện vào ngày 5 tháng 2024 luôn. Nè, điều kiện anh em phải cấp độ khu rừng yên tĩnh ở cấp độ anh hùng và bật chế độ trực tuyến. Và nếu như anh em không bật chế độ trực tuyến thì chúng ta sẽ giống như event trước, chúng ta sẽ có khoảng 50%. Được chưa anh em? Và khi mà vào trong BT bật trực tuyến thì anh em phải là 100%. Và có một cái tip ở event trước thì chúng ta đó là tạo một cái phòng. Và anh em có thể chơi một mình được ha, tạo một phòng chúng ta tỷ lệ 100% gặp con boss này. Và nếu không thì anh em sẽ có tỷ lệ 50% gặp. Được chưa anh em? Nói chung rất là đơn giản ha. Và đặc biệt thì trong cái event này nó rớt cái vũ khí đỏ này rất là thú vị. Và cái vũ khí đỏ này nó sẽ có tác dụng cho pháp sư lửa anh em ạ. Nó sẽ biến cho cái thuật cầu lửa trở lên một cái liên kết đặc biệt. Thì những anh em là chơi thuật sư lửa thì yêu thích thì có thể dùng farm cái vũ khí này, hoặc là có yếu tố gọi là sưu tầm rất là cao. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có một số cái trang bị khác về dạng cung, nỏ, đồ vàng để cho anh em có thể trải nghiệm một số skin đặc biệt chỉ liên quan tới cái event Tết này thôi. Ví dụ như anh em thấy đây, hình đầu múa lân này. Đấy, event đặc biệt của Tết. Tiếp theo thì nó sẽ có một cái cơ chế gọi là cơ chế đốt pháo hoa để cho anh em có thể tăng những cái sự, tăng những cái điểm búp cho anh em. Mỗi ngày chúng ta, một thời gian chúng ta sẽ được búp 3 lần á. Mình nhớ là mình có dịch ở phía dưới này nè anh em. Nè, trong thời gian diễn thực nghiệm pháo hoa chờ được đốt sẽ được đặt khắp ở Willy, ở cái thôn Thu Lê đó anh em. Sau đó thì chúng ta sẽ đốt và bổ sung ha, và nó sẽ tăng cái những cái cơ chế búp cho chúng ta. Nói chung là anh em cứ đi vào vòng map của thôn Thu Lê là anh em búp đốt lại là được. Nói chung là đơn giản, được chưa anh em? Chứ chú ý đơn giản như vậy thôi ha. Rồi, mình xin phép tóm tắt lại một lần nữa. Event sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 2, 10 giờ sáng ngày 5 tháng 2 2024 cho đến ngày 25 tháng 2 2024, và yêu cầu là update game. Đấy. Sau đó thì chúng ta có thể tham gia event lượm đồ ha, rất là đơn giản. Và event thứ hai là đánh boss. Thì event đánh boss thì đơn giản hơn nữa. Event đánh boss thì cứ đơn giản là mình đến cái khu vực gọi là rừng yên tĩnh và chúng ta có thể farm boss một cách rất là bình thường ha. Điều kiện là chúng ta phải lên cấp độ anh hùng. Được chưa anh em? Rồi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Cảm ơn anh em theo dõi.